Tôi thấy là nhiều bạn hỏi về cây mọc. Thực ra thì cái lúc mà dưới 10.000 ấy, dưới 10.000 người theo dõi ở trên TikTok này, tôi nói rất nhiều. Chẳng qua là các bạn không tự bới được. Đấy nó cũng là một cái mà nói thật nó hạn chế cái thu nhập, cái tư duy của mọi người. Tại thường là cái cách của mọi người là cái cách mà tiếp nhận cái thông tin một cách rất thụ động. Tôi có nói cái phân biệt là mộc tam với mộc tàu. Thì tôi nói rồi là mộc tàu ít nhất là ở Việt Nam mình nó có 4 giống mộc tàu cơ. Thì hôm ấy là có 2 giống mộc tàu và một cây mộc ta, thì tôi đã ngồi tôi phân tích cho mọi người rồi. Nhưng mà cái hạn chế của mọi người là thường là chúng ta thụ động trong việc tiếp nhận thông tin. Y như bọn trẻ con nó xem tivi vậy. Tivi chiếu cái gì thì nó xem. Nó không biết là đánh ở trong cái mục tìm kiếm của TikTok là mộc ta mộc tàu, thì nó chắc chắn nó sẽ có một cái video của tôi. Hoặc các bạn lướt xuống thì là, nhưng mà ngày xưa mình lại không ghi các cái nội dung ở cái ảnh bìa, cho nên mọi người không nhìn thấy. Tôi cũng nói nhiều rồi với những người theo dõi hoặc là những người ủng hộ mình. Mình có bảo rồi, cái khả năng mà tự tìm kiếm thông tin, tự chắt lọc thông tin nó là vua của mọi kỹ năng. Nếu các bạn có cái kỹ năng ý, sớm muộn các bạn cũng phải giàu, bắt buộc các bạn phải giàu. Nhưng mà thường là chúng ta tiếp nhận thông tin một cách rất thụ động. Thằng kia nó nói cái gì thì bố mày nghe thế. Chứ còn mình muốn tìm thông tin của nó thì phải nói lại. Chứ còn tao không tìm thông tin của mày làm gì cả. Nhưng mà tôi nói thật ra là cái nội dung gì mà tôi đã nói rồi, mới cả nói chung là đang điên đảo về quất, cho nên là mình cũng không có thời gian. Chẳng qua là hôm qua, sáng nay, nghịch, tại vì là TikTok nó tự nhiên nó lại giới hạn video mình trong vòng 3 phút. Thế là mình đăng thử cái video mọc, tức là đăng video mọc 5 phút đi. Thì nó đề xuất đây để đi giày thì nó mới đi được ra đấy. Đây, nói chung là tự nhiên là mình ấy thì là mình trả lời cái bình luận của bạn Saitama. Đây các bạn đọc. Cái bạn này thì nói chung là vẫn còn xin tiền bố mẹ. Tôi nghĩ là cái ảnh đại diện như thế này là cái thuộc dạng là xin tiền bố mẹ đây này. Saitama, cái cây có giá thì nó vẫn có giá vì nó có thế có thân. Còn cái loại bán giống cứ ươm một năm bán như này 2023 không vỡ trận như buôn nan tao cứ bé lại. Tức là bạn này bạn ấy đang gọi là bênh cái bạn mà bạn ấy buôn cây, xong rồi bạn bảo năm 2023 thì mọc xin được với cả chặt đi mới thế nọ thế kia đấy. Đấy các ông xem này. Còn xin lỗi là những ai mà không biết gì về mọc, là các bạn phải hình dung để tôi tắt wifi rồi. Các bạn phải hình dung là như cây mọc này là cây 2 năm đấy, đây này. Cái cây mọc mà hôm trước tôi xếp ở đây này, mà cái chú đánh chú mang ở đây ấy, là cây mọc ấy hơn 1 năm đấy, thân nó chỉ bằng điếu thuốc thôi. Cành ươm đây này, cành ươm 20 phân, cao 20 phân, nó rơi khoảng tầm tùy theo các bạn lấy số lượng như nào, từ 8.000 đến 15.000. Nếu mua lẻ thì tôi không biết, ở trên Shopee nó bán ba mấy nghìn. Các bạn phải hình dung như thế này này. Cây mọc ấy thì nói chung hôm trước thì tôi bảo là 5 triệu, 5 triệu rưỡi, nhưng các bạn ấy chê đắt, thì là tôi vừa báo khách là cây này 8 triệu không tính chậu. Và anh 21. Còn nói chung là cái giá thì tôi vẫn bảo rồi, tôi không đảm bảo là người đẹp trai nhất trên TikTok đâu. Tốt nhất trên TikTok tôi không chấp nhận. Đấy các bạn mua đâu thì mua, còn cây này của tôi đang lên chậu này, đang bán đi thì nó tiếc. Vanh nó là 21. Đây. Vanh 21 còn có tật. Còn nhiều hôm ông ấy tôi quay cái cây này, ông bảo là rẻ tao không mua cây này. Thế tôi bảo là thế thì nhà bạn cũng có điều kiện đấy. Còn tùy mua đâu thì mua. Mua của dân có lẽ là bây giờ kiểu dân. Thứ nhất có thể các bạn mua mọc có lẽ là mua của dân bây giờ là rẻ. Tại vì là với nhà vườn như bọn tôi ấy, là giá bây giờ là giá kiểu nó là cái giá của thị trường. Còn dân là lơ mơ là không biết giá thị trường như thế nào, là khéo không các bạn là bán là mua được là mua rẻ. Đấy mày nói ít thôi này. Cho tao không lấy thì mày cút. Mày cứ nhởn nhơ cái bọn 95, 96 này. Cút. Nó lùa gà không biết. Thế thằng này chưa cút được à? Chú Minh. Thực ra thì nói thật ra là mình cũng muốn. Tại vì như này này. Các bạn phải hình dung này. Tôi muốn nói cho những cái người, người ta thứ nhất người ta, ta không biết. Nhưng người ta muốn học hỏi. Người ta có cái chí tiến thủ. Còn với những ông mà cứ đánh rắm vào Quốc hội đang họp rất là ưu tư, rất là trầm tư trong việc trồng cây gì nuôi con gì. Nhưng mà tổ sư chúng nó Quốc hội vừa ấy bảo là hay là chúng ta trồng cây xưa để lấy gỗ xong thế loại kia. Nó lại cứ bảo là trồng đi xong rồi mai sau chặt. Trồng nhiều vào xong mai sau chặt. Bây giờ mai sau củi với thế loại thế kia. Chúng nó chỉ có đánh rắm vào Quốc hội thôi. Thì tốt nhất cút. Cái bọn ấy là nó chỉ có đánh rắm vào Quốc hội thôi. Nó cứ bàn ra.
Mày cứ mẹ cái thể loại của mày chỉ đi làm công ty không thể làm gì được cả. Chỉ có người chủ người ta cho mày tiền, tức là trả công mày tiền không, nó chỉ đâu nó đánh đấy. Không dám làm gì. Nói thật. Người ta đang đang đau đầu về cái vấn đề trồng cây gì, nuôi con gì. Mẹ cứ vừa bảo là trồng cây xưa bảo mai sau chặt, mới cả mai sau xin được. Cái cây này đang là 2 năm tuổi, ít nhất là 2 năm. Thân nó chỉ bằng ngón tay. Nó này bảo là đến năm 2023, tức là năm sau ấy, xin được mới chặt đi. Chỉ có cái bọn là nó cứ